mấy anh em nào đang đánh gà đồng, cúm núm hay còn gọi là gà nước anh em, cái con trong màn hình nè. Anh em đánh đêm mà cần tiếng để đánh vụ chim 2021 này thì đây là bản tiếng gà đồng điên mới nhất nha anh em. Tiếng này đánh có thể cạnh tranh với những anh em đánh gần anh em. Tiếng này thuận đánh rất là ăn chim. Anh em nào nghe cảm thấy thích thì liên hệ số điện thoại để mua tiếng này. Thuận sẽ gửi cho anh em là bài không bị chèn nhạc vô nha anh em. Còn khi Thuận đăng lên là Thuận kèm bài nhạc để giữ bản quyền. Còn những anh em nào lúc trước mà hay mua tiếng bên Thuận thì liên hệ số điện thoại của Thuận để lấy bài này chơi rất là ok nha anh em. Thuận cảm ơn tất cả anh em, bên Thuận có tất cả loại tiếng chim đêm. Anh em bấm vô kênh Sân Bảy để tìm hiểu thêm. Cảm ơn anh em rất nhiều, chào anh em. Anh em cần bản gốc tiếng chim này mà không bị chèn nhạc vào, anh em liên hệ số điện thoại 0708252799 gặp anh Thuận để tư vấn thêm. Anh em lưu ý, bản tiếng chim này Thuận đã đánh qua và bán cho một số khách quen thuộc của Thuận làm ăn nhiều năm qua, bảo về đánh cũng rất là ok. Ngoài ra, Thuận ghi nhận cắt ghép, chỉnh sửa lọc bỏ âm thanh rè và bản tất cả các loại tiếng chim di cư mới nhất theo năm tháng. Qua clip này, nếu thấy hay thì hãy bấm like và sẵn tiện đăng ký kênh Sân Bảy, đồng thời anh em bình luận thêm ý kiến để kênh phát triển thêm. Cảm ơn anh em rất nhiều ạ. Anh em cần mảnh gốc của tiếng chim này mà không bị chèn nhạc vào, anh em liên hệ số điện thoại 0708252799 gặp anh Thuận để tư vấn thêm. Anh em lưu ý, bản tiếng chim này Thuận đã đánh qua và bán cho một số khách quen thuộc của Thuận làm ăn nhiều năm qua, bảo về đánh cũng rất là ok. Ngoài ra, Thuận ghi nhận cách sửa lọc bỏ âm thanh rè và bản tất cả các loại tiếng chim di cư mới nhất theo năm tháng. Anh em xem qua clip này, nếu thấy hay thì hãy bấm like và sẵn tiện đăng ký kênh Sân Bảy, đồng thời anh em bình luận thêm ý kiến để kênh phát triển thêm. Cảm ơn anh em rất nhiều ạ.